một ca nhiễm virus corona tại Hàn là người Việt cơ quan quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc KCDC đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu, một trong hai tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, nhiễm virus SARS-CoV-2. Phát hiện một ca nhiễm virus corona là người Việt tại Hàn Quốc. Số người nhiễm virus corona tại Hàn Quốc tăng vọt lên 3.000 người dịch virus corona. Tin virus corona cập nhật cho thấy số người nhiễm tại Hàn Quốc đã tăng lên 594 người, nâng tổng số ca nhiễm virus corona lên mức 2.931 với 3 ca tử vong mới. WHO nâng mức cảnh báo cao nhất sau khi số ca nhiễm virus corona ở châu Âu tăng mạnh. Số ca lây nhiễm virus corona tại châu Âu tăng mạnh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 28 tháng 2 cho rằng nguy cơ virus corona chủng mới lây lan là rất cao đối với toàn cầu. Mỹ hoãn họp ASEAN vì virus corona. Mỹ đã hoãn cuộc họp với các lãnh đạo ASEAN vốn được lên kế hoạch tổ chức ngày 14 tháng 3 do lo ngại về virus corona, theo hai quan chức Mỹ giấu tên. Mỹ hoãn họp ASEAN vì đại dịch virus corona. Hàn Quốc hỗ trợ miễn phí y tế đối với người Việt nhiễm virus corona. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ hỗ trợ y tế miễn phí đối với công dân Việt Nam tại nước này. Trung Quốc thông báo có gần 2.900 người chết do virus corona. Trung Quốc ghi nhận thêm 47 ca tử vong do virus corona, nâng tổng số lên 2.835 kể từ đầu mùa dịch đến hiện tại. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC ngày 29 tháng 2 công bố thêm 427 ca nhiễm virus corona, tăng so với 327 ca nhiễm mới của ngày trước đó. Ngoài ra, có 248 ca nghi nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục cho tới nay đã lên tới 79.251. Số ca tử vong tại Trung Quốc được ghi nhận vào cuối ngày 28 tháng 2 là 2.835, tăng 47 ca so với một ngày trước đó. Let's Blog Us.